Trước khi bắt đầu video, tôi xin thông báo rằng Ten vừa là một kênh mới có tên là Hai Ten Anime. Nếu các bạn muốn xem đa dạng các thể loại anime hơn thì hãy qua đó ủng hộ chúng tôi nhé. Link kênh tới để ở mô tả và comment. Đố các cậu, ai là người có thể khiến cho những nam thần đẹp trai, tài giỏi như Shinichi, Heiji hay Kaito Kid cũng phải e dè tắt điện? Trong nhà? Cũng đúng đấy, nóc nhà thì ai cũng sợ. Nhưng Ten đang muốn nói đến những người tài giỏi, thông minh, bản lĩnh hơn hẳn các chàng kia một bậc, khiến họ phải nể phục hoàn toàn luôn cơ. Đúng rồi, đấy chính là những ông bố vĩ đại của họ. Xin chào, chào mừng các cậu đã đến với Ten Anime. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ điểm lại những ông bố quyền lực trong Detective Conan nhé. Dù không xuất hiện nhiều, nhưng mỗi ông bố đều có một khả năng và tính cách riêng, đáng để bạn đọc ngưỡng mộ đấy. Bắt đầu tìm hiểu thôi. 1. Kudo Yusaku. Kudo Yusaku là bố của nam chính bộ truyện Kudo Shinichi, Conan. Ông là nhà tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng thế giới với tác phẩm đề đời Nam Tước Bóng Đêm. Ngày còn trẻ, cũng giống như Shinichi, ông đã dùng trí thông minh của mình để giúp cảnh sát phá các vụ án khó. Tuy nhiên, khác với cậu con trai đam mê nghề thám tử, Yusaku lại quyết định đi theo nghiệp nhà văn. Ở độ tuổi còn rất trẻ, ông kết hôn với Yukiko Fujimine. Sau này, khi con trai đã lớn, Yusaku và Yukiko quyết định chuyển đến Los Angeles rồi vi vu khắp thế giới để Shinichi ở lại Nhật một mình. Trước đây, Yusaku từng nhiều lần đối đầu với bố của Kaito, ông Kuroba Toichi, cũng là Kaito Kid lúc bấy giờ. Truyền thống này đến hiện tại vẫn được cậu con trai của hai người là Conan và Kuroba Kaito gìn giữ và phát huy. Một phách nhỏ mà có lẽ ai cũng biết, đó là việc Yusaku được Kid nhận làm cha đỡ đầu, vì Yusaku chính là người đặt cái tên Kid theo con số 1412. Yusaku là một người đàn ông điềm tĩnh, hiểu biết sâu sắc về tâm lý tội phạm và có bộ óc nhạy bén, thông minh thuộc top 1 bộ truyện, vượt trội hơn hẳn cậu con trai. Vì thế nên có rất nhiều vụ án, ông chỉ cần nhìn ảnh hoặc nghe kể cũng đã biết ai là thủ phạm. Ví dụ như vụ trong tập Màn Suy Luận Trên Núi Tuyết và Phù Thủy Của Những Con Sóng Nhỏ. Tuy não nhảy số nhanh như tiền nhảy khỏi ví của bạn, nhưng Yusaku thường có xu hướng để Conan tự suy luận, giải quyết vụ án và chỉ xuất hiện vào những dịp quan trọng, khi Conan bộc lộ một số sơ hở trong suy luận hoặc khi cậu con trai cần người phối hợp, giúp đỡ mà thôi. 2. Mori Kogoro. Đây có lẽ là ông bố quen mặt nhất trong bộ truyện. Mori Kogoro là bố của Ran và là thông gia tương lai của Yusaku. Ông Mori có xuất phát điểm là cảnh sát của đội 1 thuộc sở cảnh sát Tokyo. Sau này, vì một số sự cố trong movie 2, Mục Tiêu Thứ 14, ông rời khỏi ngành và quyết định mở văn phòng thám tử. Ông Mori kết hôn với bà Kisaki Eri khi còn rất trẻ, nhưng cũng sớm ly thân vì nhiều mâu thuẫn. Bạn đọc thường biết đến nhân vật này về tính cách mê gái, ham rượu chè cờ bạc và khá bục trục khi suy luận phá án. Dù vậy, ông Mori vẫn ghi điểm vì trong lòng vẫn luôn yêu thương, quan tâm đến vợ con. Bất kỳ vấn đề nào liên quan đến người thân, ông đều rất nghiêm túc giải quyết. Không chỉ vậy, ông Mori còn giỏi judo, giỏi bắn súng và xử lý tình huống rất chuyên nghiệp. Bằng sự trẻ đời và chững chạc của mình, ông Mori từng nhiều lần thể hiện khả năng suy đoán tốt hơn Conan trong một vài tình huống, khiến Conan cũng phải nể ông bác vài phần đấy nhá. Mặc dù có nhiều tật xấu, nhưng ông Mori chưa bao giờ bị than phiền về cách đối nhân xử thế của mình. Đó là vì ông luôn biết kính trên nhường dưới. Dù nghỉ việc đã lâu, ông vẫn dành sự lễ phép và kính trọng của mình cho họ, gọi cấp trên là Dono thay vì San. Đối với người nhỏ tuổi hơn, ông cũng cư xử vô cùng nghĩa khí, tốt bụng và tôn trọng. Đấy, ông bác mà nghiêm túc thì ngầu không thua gì các ông bố khác trong bộ truyện đâu nhá. Tuyệt chiêu của bác dâu kẽm là xoáy đầu thần trưởng. Đầu Conan chắc lõm vài cm rồi đấy. 3. Hattori Heizo. Người tiếp theo chính là Hattori Heizo, một người vừa có quyền, vừa có uy theo đúng nghĩa đen. Ông Heizo là cảnh sát trưởng của sở cảnh sát Osaka, là một người có vẻ ngoài hơi lạnh lùng, nghiêm khắc và phong thái chững chạc. Mặc dù luôn tỏ ra khó tính với cậu con trai, nhưng ông Heizo luôn âm thầm quan tâm và ủng hộ Heiji. Ông cũng rất yêu thương gia đình và bạn bè, là một sĩ quan cấp cao. Ông Heizo có khả năng quan sát và suy luận rất sắc bén, được xếp ngang hàng với Kudo Yusaku. Trong nhiều vụ án, ông Heizo có thể dễ dàng suy luận ra đáp án, dù mới chỉ biết được một vài manh mối, hoặc thậm chí là chỉ nghe gợi ý qua điện thoại. Mặc dù chưa có cơ hội thể hiện nhiều, nhưng ông Heizo là người chơi rất khá môn Kendo. Họ Hattori của gia đình này xuất phát từ thanh tra cảnh sát Hattori, người thường hợp tác với thám tử Kudo Yusaku trong bộ phim truyền hình Tantei Monogatari, Detective Tales. Trong khi cái tên Heizo được lấy cảm hứng từ Hasegawa Heizo, nhân vật chính của tiểu thuyết Onihei Hankacho, ông Heizo kết hôn với bà Ikenami Shizuka và có một cuộc sống hôn nhân đầm ấm, hạnh phúc. 4. Kuroba Toichi. Kuroba Toichi là bố của Kuroba Kaito và là siêu trộm Kid đệ nhất. Ông là một nhà ảo thuật đại tài, được yêu mến và hâm mộ trên khắp thế giới. Trước đây, ông Toichi cũng là thầy dạy kỹ năng hóa trang cho Yukiko và Sharon Vineyard khi cả hai còn theo nghề diễn viên. Còn người thầy dẫn dắt cho Toichi là nhà ảo thuật người Anh hàng đầu thế giới, James Hopper, ông nội của Jodie Hopper. Nhân vật này được nhắc đến ở tập phim Giọt Lệ Màu Đỏ trong bộ Magic Kaito. Các cậu có thể tìm xem nhé. Quay lại với Toichi, vợ của ông là Chikage, bà cũng hành nghề siêu trộm với cái tên Phantom Lady. Cả hai gặp nhau lần đầu trong một vụ trộm ở Paris và có nụ hôn trên trời theo đúng nghĩa đen, cực kỳ lãng mạn.
Cái này gọi là tình một đêm phiên bản anh muốn sống bên em trọn đời đấy. Ngày Kaito còn nhỏ, ông Toichi đã dạy cho cậu con trai rất nhiều trò ảo thuật khác nhau và nhắc nhở cậu phải luôn giữ gương mặt poker face, điềm tĩnh trong bất kỳ tình huống nào. Cho đến hiện tại, ông Toichi được cho là đã chết sau một vụ tai nạn được dàn dựng bởi một tổ chức bí ẩn. Thế nhưng, nhiều bạn đọc cho rằng Toichi chỉ đang giả chết và chờ đợi một cơ hội thích hợp để comeback. 4. Nakamori Ginzo. Mặc dù Aoko, cô bạn thanh mai trúc mã của Kaito không phải là nhân vật xuất hiện và ảnh hưởng nhiều đến mạch truyện chính trong Conan, thế nhưng ông bố Nakamori của cô bạn này lại ít nhiều gây ấn tượng với bạn đọc nhờ những phi vụ liên quan đến Kaito Kid. Ông là thanh tra cảnh sát đội 2 thuộc sở cảnh sát Tokyo và có ngoại hình khá giống ông Mori dâu kẽm. Đây là nhân vật xuất hiện ở cả hai bộ truyện Detective Conan và Magic Kaito. Dù xuất hiện ở bộ truyện nào, ông Nakamori cũng luôn trong tình trạng đuổi bắt Kid nhưng thất bại. Với lòng tự tôn nghề nghiệp, ông Nakamori đã theo các vụ trộm của Kid từ ngày mới vào nghề cho đến tận thời điểm hiện tại, khi Kaito Kid đã sang thế hệ thứ 3. Mặc dù xem Kid là kẻ thù không đội trời chung, ông Nakamori vẫn dành một sự tôn trọng nhất định cho đối thủ của mình. Thậm chí, ông Nakamori còn rất bảo vệ và tin tưởng rằng Kid sẽ không bao giờ thực hiện các hành vi giết người. Khi Kid biến mất trong thời gian dài, ông Nakamori thường tỏ ra buồn rầu, chán nản và lo lắng vì không có việc gì để làm và thấy mình vô dụng. Vì vậy, khi Kid tái xuất, ông bác đúng kiểu và con tim đã vui trở lại. 5. Toyama Ginshiro. Ông Toyama Ginshiro là giám đốc sở cảnh sát Osaka và là bố của Kazuha. Ông là đồng nghiệp thân thiết với cảnh sát trưởng Hattori Heizo. Nhờ đó, Heiji và Kazuha đã chơi với nhau từ nhỏ và có mối tình thanh mai trúc mã rất gắn bó. Ông Toyama không quá nổi bật và có khá ít thông tin về người đàn ông này. Bạn đọc chỉ nhớ tới ông với hình ảnh là một viên cảnh sát đĩnh đạc, chín chắn, điềm đạm và rất yêu thương cô con gái của mình. Ông sẵn sàng trừng mắt với Heiji khi thấy anh chàng dám lớn tiếng với Kazuha. Ông cũng rất để ý đến tâm tình của cô con gái khi từng ngỏ lời với ông Heizo về việc con gái của ông có cảm tình với Heiji và muốn hai đứa có thể kết hôn với nhau. Cho đến nay, vợ của ông Toyama, tức là mẹ của Kazuha vẫn còn đang là một bí ẩn khi bà chưa chính thức ra mắt mà chỉ từng xuất hiện chớp nhoáng trong anime tập 573. Ông Toyama xuất hiện lần đầu trong manga chap 185, vụ án chiếc ví bị dao găm khi Heiji đưa cả nhà ông Mori đến Osaka tham quan du lịch. Nhìn chung, đây là một ông bố hiền lành và có xu hướng ngoài lạnh trong nóng, nét tính cách này khá giống với ông Hattori Heizo. 6. Suzuki Shiro. Đây là ông bố giàu có nhất bộ truyện. Suzuki Shiro là bố của thiên kim tiểu thư, nữ quảng suy luận Suzuki Sonoko. Ông hiện là chủ tịch giám đốc điều hành của tập đoàn tài chính Suzuki giàu có nhất nhì bộ truyện. Ngoài Sonoko, ông Shiro còn có một cô con gái khác là đại tiểu thư Ayako, hiện đã kết hôn với Tomizawa Yuzo, con trai út của tập đoàn Tomizawa. Ông Shiro hiện nay 51 tuổi, thuận tay phải, ngoại hình hơi mũm mĩm và có tên tiếng Anh là Samuel Sebastian. Mặc dù nắm trong tay khối tài sản khổng lồ và quyền lực to lớn, thế nhưng ông Shiro lại khá hiền lành, điềm đạm, tốt bụng và lịch thiệp. Nhà Suzuki thường được bạn đọc khen ngợi là có cách giáo dục con cái rất tiến bộ, không ngống hách, kiêu ngạo, cho các con theo học tại những ngôi trường bình thường và thoải mái làm điều mình mong muốn. Cũng nhờ đó, hai cô con gái của ông Shiro đều trở thành những cô gái có nét tính cách riêng, dù người dịu dàng, người cá tính, nhưng cả Ayako và Sonoko đều là những cô gái tốt bụng, y hệt người bố của mình. Ngoài ra, ông Shiro cũng là một người yêu thích võ thuật. Khi biết con rể tương lai Makoto là nhà vô địch karate 400 trận bất bại, ông ấy rất niềm nở và đề nghị Makoto kể về các trận đấu của mình cho ông nghe. 7. Hondo Ethan. Ngoài các ông bố của dàn nhân vật chính, vẫn còn một số người khá đặc biệt và gây ấn tượng trong bộ truyện mà bạn không nên quên nhé. Hondo Ethan là một ví dụ. Ông có hai người con là Hondo Eisuke và Hondo Hidemi, người còn được biết đến với cái tên Mizunashi Rena hoặc mật danh Kerr, hiện đang thâm nhập vào tổ chức áo đen. Khác với các ông bố đã liệt kê phía trên, ông Hondo Ethan hiện đã qua đời. Ngài còn sống, ông Hondo là một điệp viên CIA nhận nhiệm vụ thâm nhập vào tổ chức áo đen. Ông Hondo là người Mỹ gốc Nhật và từng sống ở Osaka sau cái chết của vợ mình. Như nhiều ông bố khác, ông Hondo là một người có vẻ ngoài chững chạc, điềm đạm. Ông luôn bình tĩnh trong mọi tình huống và luôn làm mọi cách để bảo vệ gia đình mình, kể cả phải hy sinh bản thân. Năm xưa, khi đang hoạt động tại tổ chức, ông Hondo và cô con gái đã gặp nhau tại nhà kho. Tại đây, ông Hondo phát hiện ra con chip theo dõi gắn sau cổ áo con gái và biết Jin đang đến gần. Ngay lập tức, ông Hondo đấm mạnh vào bụng và bắn súng vào vai con gái, sau đó tự cắn vào tay của mình cho đến khi chảy máu, rồi đặt vết thương vào hàm răng của Rena. Ông Hondo còn dặn dò Rena về kế hoạch tạo dựng một câu chuyện giả và chuẩn bị một cuộn băng ghi âm sẵn nhằm qua mắt Jin, và một người đa nghi như Jin hoàn toàn tin vào điều đó vì đây là một kế hoạch hoàn hảo và vĩ đại, được xây dựng dựa trên tinh thần chính nghĩa, đầu óc thông minh, nhạy bén và tình yêu thương của con gái vô bờ bến của một điệp viên, một người bố. Nhờ câu chuyện này, ông Hondo đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng bạn đọc. 8. Akai Tsutomu. Akai Tsutomu là bố của anh em nhà Akai Shuichi, Haneda Shukichi và Sera Masumi. Ông kết hôn với bà Sera Mary và cả hai vợ chồng đều là điệp viên của MI6,
cục tình báo mật của chính phủ Vương quốc Anh. Ông Tsutomu khá bí ẩn và chỉ xuất hiện trong manga Chap 974. Nhờ đó, người đọc biết được ông Tsutomu có ngoại hình, kiểu tóc và khuôn mặt khá giống với cậu con trai Shukichi nhưng hay để râu. Ông có vóc dáng cao ráo, thường mặc một chiếc áo khoác lớn, thắt cà vạt trắng một cách lỏng lẻo và hay đội mũ lưỡi chai che khuôn mặt. 17 năm trước, ông Tsutomu tham gia điều tra về vụ án giết người liên quan đến danh nhân cờ Shogi, Haneda Koji và bà Amanda Hughes. Sau đó, ông Tsutomu đột nhiên biến mất một cách bí ẩn. Trước ngày mất tích, ông gửi một tin nhắn cho vợ, bảo vợ hãy nhanh chóng đưa các con đến Nhật Bản và coi ông là một người không tồn tại, vì ông đã gây thù chuốc án với những kẻ rất khủng khiếp. Ông Tsutomu biến mất trước cả khi cô con gái Utsera chào đời. Mặc dù có rất nhiều giả thuyết rằng ông Tsutomu đã chết, thế nhưng chưa một ai xác nhận điều này. Sự tồn tại của ông vẫn là bí ẩn. Việc bố của mình tham gia điều tra vụ án của Koji rồi mất tích kỳ lạ chính là động lực lớn nhất để Akashuichi gia nhập FBI sau này. Một phép khá hay nữa, đó là câu nói thương hiệu của Shuichi, 50-50, cả hai chúng ta đều có lỗi, thực chất là được thừa hưởng từ bố đấy nhá. 9. Miyano Atsushi. Cái tên cuối cùng trong danh sách này là ông Miyano Atsushi, bố của Akemi và Shiho Haibara. Cho đến nay, ông Atsushi được xác nhận là đã qua đời khi 13-15 tuổi. Vợ của ông, bà Elena và cô con gái đầu Akemi cũng đã đoàn tụ ở thế giới bên kia, để lại trên đời cô con gái út Haibara lạnh lùng nhưng cũng rất mềm yếu, cô đơn. Ngày còn sống, ông Atsushi là một nhà khoa học. Ông cùng vợ nhận được lời mời hỗ trợ của tập đoàn Karasuma trong việc thực hiện dự án Silver Bullet bí ẩn. Sau này, khi Haibara lớn hơn, cô bé trở thành nhà khoa học của tổ chức áo đen và tiếp quản dự án của bố mẹ, bào chế ra viên thuốc APTX-4869. Cái chết của ông Atsushi và vợ được Pisco miêu tả là một vụ tai nạn đáng tiếc khi Haibara còn nhỏ, nhưng bạn đọc tin rằng có thể cái chết này còn nhiều ẩn khúc liên quan đến tổ chức áo đen. Mặc dù thường được giới khoa học gọi là nhà khoa học điên, thế nhưng bác Agasa từng nói với Conan rằng ông Atsushi là một người dễ mến. Ông Atsushi xuất hiện khá muộn trong Chap 1011 khi Amuro đang hồi tưởng về khoảng thời gian ngày bé, khi anh thường đến phòng khám của bác sĩ Elena và tình cờ gặp được ông Atsushi. Ông Atsushi là người Nhật chính gốc. Ông quen và kết hôn với bà Elena khi bà đi du học Nhật Bản. Dù xuất hiện ít, ông vẫn được yêu mến vì tính cách hiền hòa, lịch sự, luôn phấn đấu làm việc để dành những điều tốt đẹp nhất cho vợ con. Vậy là chúng ta đã điểm lại 9 ông bố nổi bật nhất trong thám tử lừng danh Conan. Các cậu ấn tượng và yêu thích nhân vật nào nhất? Hãy comment cho chúng tôi biết nhé! Cảm ơn các cậu đã xem hết video này. Chúng tôi sẽ quay lại với một video về tổng hợp nóc nhà của những người đàn ông chững chạc này. Thế nên, đừng quên like và đăng ký ủng hộ channel anime nha! Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Bye bye!